Lam ơi. Ơi, này anh có món quà tặng em. Mận cơm ấy. Ừ. Đây mận cơm ở Sơn La ấy, rất là ngon, năm nay bà con được mùa cho nên rất là rẻ. Mận cơm thì ngon đấy, em cảm ơn anh nhá. Em về em xem có chế biến được món gì ngon ngon thì làm cho anh ăn cùng rồi nhá.